một lưu ý nhỏ nữa. Nhưng mà nó lại vô cùng quan trọng khi mà quý vị và các bạn đã mua bảo hiểm. Quý vị và các bạn thân mến thì rất nhiều người có cái thói quen là lười đi khám bệnh khi mà chúng ta bị một cái đau yếu vấn đề gì đó về sức khỏe của chúng ta, chúng ta bị đau cái gì đó, chúng ta lại lười không đi khám. Và cái hiện tượng này có thể bị vài năm trước. Nhưng mà khi anh chị mua bảo hiểm thì chúng ta nó bình thường chẳng vấn gì gì không không khai ra chẳng bao giờ đi khám thì cũng không khai ra nhưng mà sau khi anh chị đã mua bảo hiểm rồi ấy, thì cái triệu chứng này nó lại phát lại sau vài tháng hay thậm chí một hai năm sau chúng ta mới đến cái triệu chứng này nó xảy ra lại nhé thì chúng ta mới việc chúng ta bị đau bụng năm năm trước chúng ta lười đi khám chúng ta nghĩ ôi sớm sớm đau nó lại khỏi đúng không ạ và nó thường xuyên nó bị như thế thì chúng ta cảm thấy nó bình thường chúng ta không cần đi khám nhưng mà khi chúng ta mua bảo hiểm xong chúng ta không cũng không khai bởi vì chúng ta không đi khám cho nên chúng ta không khai nhưng sau khi anh chị đã mua bảo hiểm rồi thì một hai năm sau hay một thời gian sau anh chị đi khám lại thì anh bác sĩ hỏi là bác sĩ hỏi là cái triệu chứng này bị lâu chưa thì chúng ta mới nhỡ miệng chúng ta khai cho bác sĩ là bị từ 5 năm trước hay bị từ 3 năm trước thế là thôi bác sĩ bác vị ông bác sĩ ông ấy cái người bác sĩ người ta mới ký viết vào trong cái hồ sơ bệnh án của anh chị là bị triệu chứng này từ 3 năm trước hay là bị triệu chứng này từ 5 năm trước và cuối cùng khi mà chúng ta khám bệnh chúng ta phát hiện là chúng ta bị sỏi thận hay là chúng ta bị một cái bệnh gì đó mà liên quan đến cái dấu hiệu đó thì thôi xong rồi hợp đồng của anh chị đã bị vô hiệu và chúng ta vô tình, chúng ta không hề có ý định là gian dối trong các trình khai báo gì cả và chỉ là do cái thói quen của chúng ta là chúng ta bị vấn đề gì bệnh tật mà chúng, chúng ta coi thường, chúng ta không đi khám chúng ta nghĩ là nó bình thường nhưng mà khi vài năm sau chúng ta đã mua bảo hiểm rồi chúng ta xảy ra chúng ta đi triệu chứng này nó nặng quá chúng ta mới đi khám để phát hiện ra là bị sỏi thận hay là bị à, một cái bệnh nào đó có thể là do nghề nghiệp đi thì lúc đó chúng ta bị vô tình chúng ta gian dối trong cái gì khai báo bác sĩ do bác sĩ bác khê là bệnh này cái triệu chứng này bị 5 năm trước mà nhưng mà về bảo hiểm thì họ nói là mình gian dối Tại sao? Ông bị đau từ đó có nghĩa là ông muốn trục lợi cho nên ông bị từ trước ông không khai báo ra. Cái lý do rất là nhỏ như thế này. Nhưng mà dẫn đến hợp đồng của anh chị vô hiệu và khi chúng ta bị bệnh đó, chúng ta không được đền. Thật sự là rất đau xót. Và lời khuyên của chức là khi anh chị em đã cầm cái quyền hợp đồng bảo hiểm trên tay rồi, nếu mà có đi khám bệnh thì từ thời điểm này đi khám bệnh thì chúng ta bác sĩ hỏi là chị thứ này bị lâu chưa? Bảo mới bị. Có nghĩa là bảo sau khi đã mua bảo hiểm nhé bị từ sau khi đã mua bảo hiểm chứ nói trước mua bảo hiểm là chúng ta hợp đồng của chúng ta là vô hiệu đó anh chị em nhé lưu ý nhỏ nhưng mà rất quan trọng dẫn đến hợp đồng của anh chị có hiệu được hay không được đền bù hay không hello anh chị em chúc anh chị em mạnh khỏe hạnh phúc